hàng ngày chư tăng và cả bản thân Đức Phật cũng vậy, thực hành theo cái hạnh là khất thực xin ăn, đi khất thực đến từng nhà ôm bình bát đi, và ai cho gì thì ăn thế, ai mà cúng dường đến cái đồ ăn chay hay đồ ăn mặn thì cũng không phân biệt, có thể thọ nhận, có thể thọ dụng được. Vì vậy cho nên là có rất là nhiều những người Phật tử tín tâm, người ta vẫn cúng dường những cái món ăn như là cá thịt, và Đức Phật vẫn thọ dụng, và các cái chúng tăng đệ tử của Đức Phật cũng vẫn thọ dụng, như thế là cái chuyện bình thường. Và có rất là nhiều những cái người ngoại đạo không có đức tin thì người ta nhân cái lý do ấy, nhân cái cơ hội đấy, người ta nói lên những cái lời bài báng, phỉ báng đối với Đức Phật và chúng tăng. Như là người ta nói rằng là Sambhun Gotama, mặc dù biết rằng có những người, người ta giết một con thú, người ta cúng dâng cho bản thân mình, mặc dù biết nhưng Sambhun Gotama vẫn thọ dụng cái thịt của cái con thú ấy. Thì người ta phỉ báng như thế, ý muốn nói rằng là Đức Phật không có cái lòng từ bi thương tưởng đến các cái chúng sinh. Và đó là những cái lời đồn đại, đó là những cái lời phỉ báng mạn nghị ở trong dân gian như vậy. Những cái điều ấy thì ngự y Chi Va Cá này được nghe như vậy thì ông cũng còn cái sự hoài nghi. Lúc này chưa phải là một Phật tử thuần thành tín tâm. Và cái vị ngự y Chi Va Cá này đã đến Đức Phật, đến gặp Đức Phật ở tại cái ngôi chùa Trúc Lâm Rajagaha ở thành Vương Xá để hỏi Đức Phật về cái vấn đề này. Và đó cũng là cái nội dung chính của cái bài kinh này, là nói về cái vấn đề là ăn chay, ăn mặn như thế nào. Đức Phật có chủ trương là ăn chay hay ăn mặn, hay là tại sao lại không chủ trương ăn chay ăn mặn, hay là ăn như thế nào để gọi là tam tịnh nhục, hay là cái sự cúng dường đồ ăn chay, đồ ăn mặn như thế nào thì nó đúng pháp, và cái sự cúng dường của cái người cư sĩ Phật tử như thế nào là phi pháp. Và những cái vị sa môn, những người sống bằng cái hạnh khất thực thì sẽ thọ nhận cái món ăn, cái vật thực, cái thức ăn đấy như thế nào là đúng pháp và như thế nào là phi pháp, hay là cái sự thọ nhận cái thức ăn chay ăn mặn đấy nó có liên quan đến cái lòng từ bi bác ái hay không, hay là cái lòng từ bi bác ái ấy nó có phát sinh từ cái việc ăn uống hay là nó không liên quan gì đến việc ăn uống. Thì đấy là cái nội dung chính của cái bài kinh có cái chủ đề là kinh Chi Va Cá này. Thì khi mà cái vị ngự y Chi Va Cá đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, cái vị ngự y đấy đã bạch Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, con nghe nói như sau, vì Sambhun Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sambhun Gotama tuy biết vẫn dùng các cái thịt được giết vì mình làm cho mình. Bạch Đức Thế Tôn, những ai nói như sau, vì Sambhun Gotama họ giết hại các sinh vật, và Sambhun Gotama tuy biết vẫn dùng các thịt được giết vì mình được làm cho mình. Bạch Thế Tôn, những người ấy nói chính lời Thế Tôn, họ có không xuyên tạc lời Đức Thế Tôn, không đúng sự thật, họ trả lời đúng pháp thuận pháp. Và những ai trả lời như pháp, thuyết đúng pháp thuận pháp, thời không có cớ để của trách. Đây là cái lời hỏi của cái ngự y Chi Va Cá này, là có những người nói như thế, người ta giết hại những sinh vật và cúng dường cho Sambhun Gotama, tuy biết nhưng mà vẫn thọ dụng như vậy, thì cái lời nói của họ, họ nói như thế có đúng sự thật hay không? Thì lúc ấy Đức Phật phủ nhận cái lời nói ấy và nói rằng: này Chi Va Cá, những ai nói vì Sambhun Gotama họ giết những sinh vật, Sambhun Gotama tuy biết nhưng vẫn dùng thịt được giết vì mình, thì người ấy không nói đúng lời ta, người ấy đã phỉ báng, đã xuyên tạc ta, không như thật, không như chân. Này Chi Va Cá, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thọ dụng, đó là khi thấy, khi nghe và khi nghi. Này Chi Va Cá, ta nói trong ba trường hợp này thịt không được thọ dụng. Này Chi Va Cá, ta nói trong ba trường hợp thịt không được thịt được thọ dụng, đó là không thấy, không nghe và không nghi. Này Chi Va Cá, ta nói trong ba trường hợp như vậy thì thịt được thọ dụng. Đấy là Đức Phật đã nói một cách rõ ràng như thế về cái vấn đề ăn chay và ăn mặn, nó nằm ở đây. Nên là có được dùng cái đồ mặn, đồ chay hay không. Nhưng là thời bây giờ cũng vậy, vẫn có những người xuất gia thì chú trọng về ăn chay, và cũng nói ra người nào mà không ăn chay
thì cũng là không không tốt, như kiểu là thiếu cái lòng từ bi với chúng sinh. Hay là cái người có những người thì ăn mặn thì có những cái viện những cái cớ để nói cho để mà bảo vệ cho cái quan điểm hay là cái sự thọ dụng của mình. Nhưng mà thì bây giờ mình cứ y cứ vào trong kinh như thế nào là đúng, như thế nào là sai, thì Đức Phật nói như thế. Ta nói trong ba trường hợp thì sẽ được thọ dụng, đó là không thấy, là không mình không nhìn thấy cái con vật nó bị giết, tức là con vật nó bị mang đi giết hay nó đang bị người ta giết, mà bản thân mình có nhìn thấy cái con vật đấy nó bị giết, là con trâu, con bò, con lợn hay là con gà hay bất cứ một con vật gì dù lớn hay dù nhỏ, mình đã nhìn thấy nó đang bị giết thì mình không được phép ăn thịt của những cái con vật mà do mắt mình đã nhìn thấy như thế. Khi mà mình nhìn thấy như thế thì có cái lòng thương tưởng đối với cái nỗi khổ đau, mình sẽ thấy những cái người làm những cái việc giết hại những cái sinh vật như thế là tạo những cái tội lỗi, những cái ác nghiệp. Mình đã nhìn thấy những cái con vật đó chết một cách đau đớn khổ sở như vậy, thì cái người đấy tuyệt đối không được ăn, không thọ dụng cái thịt, cái vật thực mà người ta giết ấy. Đấy là cái điều thứ nhất, là thịt không được thọ dụng là khi thấy. Thứ hai là khi nghe, có thể là nó ở khuất cái tầm mắt của mình không nhìn thấy. Đôi khi trong làng ấy, người ta giết một cái con vật gì, một con lợn hay một con gì đó, nó cũng có thể phát ra những cái âm thanh, những cái tiếng kêu la hét inh ỏi ầm ĩ, và một cái người ở rất xa cũng có thể nghe thấy và vẫn biết được rằng cái nhà đấy đang giết một cái con thú, đang giết một cái con vật và nó đang la hét. Thì khi mà một cái vị sa môn sống bằng cái hạnh khất thực và nghe thấy ở cái khu làng ấy hay ở cái nhà ấy có những cái tiếng la hét do giết hại những cái sinh vật như vậy, thì có nghĩa là hôm đấy vị đó có đi đến cái khu đấy khất thực thì vị đó không được ăn thịt, không ăn những cái món ăn, và vị ấy biết rằng là có con vật nó đã được giết và nó đã phát ra cái âm thanh, những cái tiếng la hét này. Thì đấy là cái trường hợp thứ hai, mà nghe thấy những âm thanh của những con vật nó bị giết, nó la hét như vậy, thì cái thịt đấy hôm đấy vị đó không được thọ dụng. Nếu như thí chủ ấy, cái người chủ ấy, người ta dâng cúng cái món đấy, vị đó sẽ không được phép thọ dụng. Đấy là cái người mà thọ dụng thịt cá, thì cái điều đấy vị đó cũng phải phải hiểu rõ vấn đề như vậy, sẽ không thọ dụng. Cái chi thứ ba mà thịt không được thọ dụng đó là có cái sự nghi ngờ, nghi rằng cái người này người ta đã giết một cái con thú hay một cái con vật gì đó để người ta dâng cúng cho mình, và có một cái dấu hiệu gì đó để cho mình hoài nghi, như là sẽ suy luận ra, hay là vị đó hoài nghi từ một cái lời nói bóng gió nào đấy, mà vị đó có thể khởi lên cái hoài nghi rằng là cái người này mời mình đến để thọ dụng cái vật thực, và người đó đã giết hại những cái con thú, con vật, như là cái người đó sai những cái người khác đi mua những cái con vật gì đó về để giết. Hay là mình khởi lên một cái hoài nghi, miễn là trong tâm mình hôm đấy có khởi lên cái hoài nghi là cái nhà này đã giết một cái con vật nó còn có mạng sống để mang cái vật thực, để có những cái món ăn này để dâng cúng cho mình đây. Khi đã có cái hoài nghi như vậy thì cái món đấy, cái thức ăn đấy, món thịt đấy sẽ không được phép thọ dụng. Đấy là trong ba trường hợp, là khi thấy, khi nghe và khi nghi. Còn trong ba trường hợp thịt sẽ được phép thọ dụng, đó là không thấy con vật bị giết, không nghe tiếng nó bị kêu na, và không nghi ngờ, thì có thể được thọ dụng cái món đó. Thì đối với những vị tỳ kheo thì sẽ có những cái món thức ăn, có những cái món thịt của một số những cái động vật không được thọ dụng khác, như là thịt người hay thịt trâu hay thịt rắn hay thịt hổ, thịt cọp, thịt gấu, thịt chó, thịt mèo. Đấy là một số những cái con vật nguy hiểm, nó có thể tấn công. Khi mà một cái người ăn thịt, nó sẽ có cái mùi hơi của những cái con vật đó. Những con vật nó sống hoang dã, nó có cái tánh linh, cái bản năng rất là cao, nó sẽ nhận biết được ai là đối thủ, ai là cái người nguy hiểm. Cái người nào ăn thịt đồng loại nó phát ra cái mùi hôi thì nó sẽ ác ý với người đó, và nó có thể tấn công người đó nếu có cơ hội. Đó là cái trường hợp mà có những cái món thịt đó thì không được ăn. Vậy có nghĩa là
cái vị nào mà có thọ dụng những cái thịt cá thì vẫn phải có cái sự suy xét. Còn đối với những cái vị nào mà thọ dụng về những cái món ăn về vật thực bằng những cái đồ chay như là thảo mộc ngũ cốc thì không có những cái quy định thêm vào đó. Còn thọ dụng thịt cá thì sẽ có những cái quy định như vậy. Thì đấy là cái cách mà Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật giảng dạy như thế. Vậy thì có cho nên là có những người xuất gia hay là có những vị sa môn bà la môn có thể thọ dụng những cái thức ăn tùy theo cái ý của mình, đó là ăn chay hoặc là ăn những cái đồ mặn, cá thịt đều được cả, miễn là ăn không phạm vào những cái điều đó, thấy nghe và nghi. Và Đức Phật nói rằng ở đây này Thi Vô Cá, tỳ kheo sống dựa vào một ngôi làng hay một thị trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm có lòng từ an trú, cũng vậy phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bể ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân và an trú. Một người cư sĩ hay con trai một người cư sĩ đến tỳ kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. Này Chi Bác Cá, tỳ kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã qua, tỳ kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến chỗ người cư sĩ kia. Hay con trai người cư sĩ sau khi đến, vị ấy ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ hay con vị cư sĩ thỉnh vị ấy các món ăn, khất thực thượng vị. Vị tỳ kheo ấy không nghĩ thật tốt lành thay người cư sĩ này. Hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực thượng vị, mong rằng người cư sĩ này hay con người cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta các món ăn thượng vị như vậy. Vị tỳ kheo không nghĩ như vậy, vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực với tâm không tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ tai hại, ý thức rõ rệt sự suốt ni. Này Chi Bà Ca, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong ba thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đấy là cái câu hỏi mà Đức Phật dạy là trong một cái vị sa môn hay một cái vị tỳ kheo nào sống vì vì ấy có cái sự tu tập, có cái để đã từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ cái đời sống thế gian, không có làm những cái phận sự để tìm kiếm ra những cái tài sản vật chất, vì muốn dành hết cái thời gian để học đạo, để tu tâm như vậy. Cho nên là vị ấy sẽ sống bằng cái hạnh đi xin ăn khất thực từng nhà như thế. Thì với cái tâm là muốn mong cầu những cái phước lành, cái sự lợi ích để được cúng dường đến những cái vị tỳ kheo cao thượng như thế, cho nên các cái hàng thí chủ, các cái hàng Phật tử cư sĩ gia chủ tại gia sẽ thỉnh mời những cái vị sa môn bà la môn ấy đến để cúng dường. Thì đối với lại một cái vị sa môn chân chánh thực hành giáo pháp, trước khi thọ nhận, trong khi thọ nhận và sau khi thọ nhận đều phải có cái đều phải giữ được cái tâm thanh tịnh để không bị tham ái, không bị tham đắm, không bị đắm nhiễm vào những cái vật dụng mà vị ấy có thể thọ dụng hàng ngày. Vậy cho nên là ngay cả trước khi thọ dụng các cái vật dụng như là y áo, đồ ăn khất thực, dược phẩm trị bệnh, thì trong khi đó là có cả những cái vật thực thức ăn này, thì vị ấy cũng phải luôn luôn có cái sự tỉnh giác, có cái sự chánh niệm, chứ không được sống trong cái sự thất niệm, không được sống trong cái sự phóng túng. Vậy thì để mà có được cái sự lợi lạc, có được cái sự lợi ích lớn nhất cho những người gia chủ cúng dường, thì vị ấy nên thực hành những cái pháp về thiền tâm từ trước khi thọ dụng các cái món ăn đó. Và vị ấy có thể chú vào trong cái pháp thiền ấy với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân ấy, khắp mười phương hướng với tất cả chúng sinh, cầu mong cho cả những cái điều an vui đến tất cả chúng sinh như vậy. Thì đối với một cái người cư sĩ mà cúng dường đến một cái vị sa môn có cái hạnh từ tâm như vậy, có cái tâm từ bi bác ái như vậy, thì đó là đang gieo một cái hạt giống vào một cái mảnh ruộng phước điển tối thượng, vì ấy sẽ được hưởng những cái phước lành tối thượng ở cái cõi nhân gian thiên giới.
ở trong tương lai, hoặc là vị ấy có thể thành tựu được những cái pháp bố thí, những hạnh cúng dường ba la mật để ước nguyện chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai như vậy. Và vì vậy cho nên là trước khi thọ dụng vật thực, vị ấy là một cái người thanh tịnh như vậy, xứng đáng là một cái mảnh ruộng phước điển như vậy. Vị ấy không có nỗi nầm gì, mà vị ấy còn có thể mang lại được những cái lợi ích lớn, những cái công đức lớn cho những cái hàng thí chủ cúng giả. Và trong khi thọ dụng thì cái vị ấy cũng phải giữ tâm của mình cho nó được thanh tịnh, đó là thọ dụng cái món ăn, cái vật thực ấy, không phải để vui đùa, không đam mê, không phải để trang sức làm đẹp mình, mà vị ấy vẫn phải có cái sự giác sát, hay là có cái sự quán sát các cái món ăn ấy, và vị ấy không có khởi lên cái tâm tham đắm. Như là khi nếu như có cái tâm tham đắm thì vị đó hoan hỷ thích thú trong cái khi thọ nhận, và vị ấy lại khởi lên cái tâm ước muốn rằng trong tương lai vị các cái gia chủ này lại sẽ cúng giảng ta những cái món ăn ngon lành này nữa. Thì như thế đấy là một cái tâm tham ái, một cái tâm tham đắm đắm nhiễm, đấy là một cái tâm ô nhiễm bất tịnh. Nếu một cái tâm ô nhiễm bất tịnh như vậy mà khởi lên thì không những bản thân vị ấy sẽ có những cái nỗi nầm, mà cũng sẽ không tạo ra những cái công đức cho những cái người thí chủ. Vậy cho nên là trong cái lúc thọ dụng vậy, vị ấy phải ngăn tâm mình không được khởi lên những cái tâm bất chánh, vẫn phải khởi lên cái tâm chân chánh. Thọ dụng không phải để tham đắm, không đam mê, không nhiễm trước, thấy rõ những cái sự tai họa, thấy rõ những cái sự nguy hiểm ở trong những cái vật thực ấy. Nên là có những cái bài kinh Đức Phật nói rằng lấy những cái hình ảnh, lấy những cái ví dụ như là một đôi vợ chồng đi trên sa mạc nhưng mà không có thức ăn, cho nên là mẹ bế theo một cái đứa con thơ. Và lúc đấy nếu như mà cả ba người muốn vượt qua được cái bãi sa mạc ấy, phải có một cái thức ăn gì đó thì mới sống được, còn nếu không có thức ăn thì chắc chắn cả ba sẽ chết. Thì một cái đứa con ấy là một cái đứa con rất là có trí tuệ, nói với cha mẹ là hãy cắt thịt ở trên người con để ăn thì cha mẹ sẽ có sức để đi qua sa mạc này, nếu không thì cả ba chúng ta sẽ chết uổng phí. Còn nếu như mà làm như vậy thì chỉ có một người chết thôi, chỉ có con chết thôi, còn cha mẹ vẫn có thể còn sống, vẫn có thể sinh ra những em bé khác. Thì người cha mẹ ấy suy nghĩ và cũng biết là chỉ có cái con đường này mới có thể duy trì được mạng sống, nên mỗi ngày ăn thịt, ăn một miếng thịt của đứa con mình, và ăn trong sự đau đớn, ăn trong cái sự khốn khổ, ăn trong cái sự đau khổ như vậy, vì để duy trì mạng sống. Nhưng mà lòng đau như cắt vì phải ăn thịt đứa con của mình. Cũng như vậy đối với những vị sa môn bà la môn, vì để duy trì cái mạng sống này, giống như một cái người đi qua cái sa mạc ấy, về để duy trì cái mạng sống cho nên phải thọ dụng những cái thực phẩm, những cái thức ăn. Và trong cái khi thọ dụng ấy, nếu như vị ấy có cái tâm tham ái, có cái tâm tham đắm nhiễm nó khởi lên, thì vị ấy cũng phải suy xét quán sát khi mà mình thọ dụng những cái món ăn như đang ăn thịt cái đứa con của mình vậy, thì cái tâm tham ấy nó ngay lập tức nó được diệt trừ, nó được dập tắt. Bởi vì nếu như một cái vị ấy là một cái ác giới, sống theo ác pháp, với tâm ô nhiễm, với những cái nghiệp bất thiện được tạo tác, và vì ấy sống bằng cái hạnh sa môn giả dối, không có chân thật, thì khi mà vì ấy thọ dụng những cái vật dụng do những cái gia chủ cúng giả, thì cái quả báo tương lai nó sẽ rất là thê thảm đối với vị ấy. Vì ấy sẽ phải sinh về những cái cõi khổ đau như địa ngục, hay là ngã quỷ đói, hay là làm súc sinh, nhiều đời nhiều kiếp sẽ phải trả cái quả báo bằng những cái hành động không chân chánh ấy. Vậy nên là để mà sống bằng cái đồ ăn khất thực không phải là có thể tùy tiện, không phải là có thể dễ dàng, không phải là có thể thích sống như thế này cho nó an nhàn, để cho mọi người người ta cung phụng phục vụ mình, mình khỏi phải đi lao động vất vả, mà cái vị ấy cần phải tạo ra những cái phước lành lớn cho những cái thí chủ, cho những cái gia chủ đã cúng dường mình bằng chính cái sự thực hành, cái sự thanh tịnh về thân khẩu ý của mình. Về thân của vị ấy là phải không có nỗi nầm, về vị ấy không nói ra những cái lời nỗi nầm, và trong tâm của vị ấy phải thanh tịnh, vô tham, vô sân, vô si, thì cái vị ấy sẽ là một cái bậc xứng đáng để cho mọi người người ta cung kính cúng dường, tạo ra được cái phước điền để người ta hưởng phước ở trong tương lai. Đấy là nếu như vị ấy
có cái tâm chân chánh như vậy thì vị ấy sẽ xứng đáng thọ dụng cái món ăn ấy. Nên là vì vậy có suy xét như vậy để ngăn ngừa, để ngăn chặn, để chế ngự những cái đắm nhiễm, những cái tâm tham ái nó khởi lên đối với thức ăn, đối với món ăn. Chứ thực ra con người ta đối với cái món ăn nó rất dễ sinh ra cái lòng tham, nó dễ sinh ra cái tham ái. Mà khi mà cái tham ái đấy mà được nuông chiều, như là vị ấy hôm ấy muốn ăn những cái đồ ăn ngon, rồi cái thí chủ mà phục vụ cho cái vị ấy cái đồ ăn ngon đấy, nhưng có thể chỉ được vài bữa sau vị ấy sẽ ngán, vị ấy sẽ chán và vị ấy sẽ đòi hỏi những món ăn thượng vị cao hơn. Rồi hôm sau là vị ấy khi được đáp ứng cái nhu cầu là được ăn món thượng vị cao hơn rồi, vị ấy lại khởi lên cái tư tưởng muốn ăn những cái món lạ hơn, sơn hào hải vị cao hơn nữa, và cái lòng tham ấy nó không có dừng lại được. Vì vậy nên đối với một cái người sống bằng cái hạnh đó là có sao ăn vận, không có mong cầu, không có đòi hỏi, thì cái vị ấy chỉ cần miễn đó là thức ăn có cái dinh dưỡng để nuôi cái mạng sống này, thế là được rồi. Nhưng là trong cái lúc mà cơ hàn đói khát, người ta có thể ăn ná má, ăn khoai lang, ăn những cái thức ăn nó rất là dân dã, nó rất là dễ kiếm, nó không khó khăn, không có phải là vất vả để kiếm ăn ấy, thì cái gì nó cũng ngon, như là bỏ vào miệng ăn nó rất là ngon. Nhưng mà khi mà người ta được mùa được no nê, được thỏa mãn rồi, thì người ta lại thấy những cái thức ăn đấy nó không còn ý nghĩa gì, không còn vị ngon ngọt nữa, mà người ta lại đòi hỏi ăn những cái thứ ăn cao lương hơn, ngon lành hơn, cao cấp hơn, mỹ vị hơn. Thì đấy là cái lòng tham khi nó đã được khởi lên rồi thì nó rất là khó chiều, và vị ấy sẽ trở thành một cái người rất là khó tính, rất là cái người rất là khó có thể phục vụ, khó có thể nuông chiều, sẽ làm rất là vất vả những cái người thí chủ phục vụ cho vị ấy. Còn nếu như vị ấy là một cái người rất là dễ sống, ăn gì cũng được, miễn là ăn để có cái thức ăn để nuôi cái thân thể tứ đại này thôi, mượn cái tứ đại bên ngoài nuôi tứ đại bên trong, không quan trọng nó là cái món ăn cao cấp mỹ vị, sơn hào hải vị hay là cái món ăn độc lạ gì cả, miễn nó chỉ là món ăn là được rồi. Khi vị ấy có tư tưởng như vậy, có tâm lý, có ý nghĩ như vậy thì vị ấy trở nên dễ nuôi, vị ấy sẽ có thể là sống bằng thức ăn gì cũng được, thế là cái người sẽ dễ nuôi sống mà không có tham ái đắm nhiễm. Thì giống như vậy, vị ấy không có nỗi nầm gì đối với thức ăn cả. Vậy sau khi đã ăn rồi thì vị ấy sẽ về vào sống độc cư, rồi vị ấy sẽ tác ý đến đây là khổ, đây là nhân sinh, đây là khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Tức là vị ấy phải thực hành những cái pháp để đi đến nhàm chán ni tham, đoạn diệt từ bỏ chứng chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Khi mà vị ấy sống cái đời sống cái thánh hạnh như vậy thì cái vị ấy sẽ là một cái người xứng đáng cái thọ nhận cái sự cúng dường ấy, mà sẽ tạo ra cái phước lành vô thượng cho những cái thí chủ cúng dường nữa. Và sau này những cái người thí chủ ấy sẽ nhờ cái công đức cúng dường ấy sinh về các cái cõi thiên giới trong đời tương lai. Thì như vậy thì vị ấy sẽ không có nỗi nầm. Vậy thì không phải là cái người ăn thịt mới là cái người không có lòng từ bi, cũng không phải là cái người ăn chay là cái người có lòng từ bi bác ái gì cả. Có những người ăn chay mà cứ nghĩ rằng mình ăn chay như thế là mình không có tội lỗi, có lòng từ bi, nhưng mà thực ra ăn chay nhưng mà không tu tập lòng từ thì sân hận vẫn đầy rẫy ở trong lòng. Nhưng nếu mà cứ nói là cứ ăn chay, ăn thảo mộc, ăn ngũ cốc, không ăn thịt cá là có lòng từ bi, thì trâu bò, rồi dê, cừu, ngựa thì những cái con đấy chắc nó rất là từ bi rồi. Nhưng mà thực ra thì không phải thế. Con nó ăn cỏ, nó ăn thảo mộc ấy, nó rất là cục súc, nó rất là hung dữ, nó rất là dữ tợn. Nó không phải là nó ăn cái đấy mà nó hiền lành gì cả. Và cái tâm từ bi bác ái nó khởi lên bởi cái người có cái sự tu tâm, có cái phương pháp, có cái pháp môn để tu tập, để phát triển cái lòng từ ấy. Cái người ăn thịt cá mà tu tập lòng từ thì lòng từ vẫn khởi lên, vì ấy vẫn có thể phát triển được cái từ tâm không hận, không sân, đến vô có thể mở rộng cái lòng từ đấy đến 10 phương hướng vô lượng vô biên. Cái người ăn chay cũng vậy, nếu tu tập lòng từ thì mới có tâm từ. Người ăn chay mà không tu tập tâm từ, chỉ ăn rồi lại ngồi chơi phóng dật năng xăng thì tâm vẫn ô nhiễm, tâm vẫn phiền não, vẫn có tham sân si, có thể khi chết vẫn tái sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh như thường, chứ không phải là cứ ăn chay mà đã thành đạo quả. Như vậy người ăn mặn vậy, ăn mà ăn rồi không tu tập thì cũng sẽ đọa, mà ăn rồi tu tập thì
thì sẽ đi đến giải thoát chấm dứt khổ đau. Hay là vậy thì cái ăn chay ăn mặn không quan trọng, mà nó quan trọng là ở cái người đấy có chánh kiến, có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, để có chánh trí, chánh giải thoát, thì đấy mới là cái con đường, cái đạo lộ đi đến Niết Bàn. Còn cái thức ăn nó chỉ là giống như là một cái sự cái năng lượng mình nạp vào trong cái cơ thể, trong cái cỗ xe này, để mình lấy cái năng lượng đấy mà đi thôi. Giống như cái xe nó cần phải tiếp nhiên liệu, tiếp dầu, thì thức ăn nó tiếp vào trong cái cơ thể này để cho cái cỗ xe này nó vận hành, nó vận chuyển để nó đi đến cái đích mà nó cần phải đến, chứ nó không phải là cái đích, nó không phải là mục đích tối thượng. Đấy là cái quan điểm ở thế gian. Đề cao ăn chay ăn mặn thì nó thì Đức Phật đều bác bỏ hết, mà đó là ăn nó tùy duyên như vậy, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, miễn là ăn mà không có tham, không có sân hận, không có tà kiến si mê trong đấy, thì cái ăn đấy là không có nỗi nầm. Còn ăn mà nó có tham ở trong đấy, nó có ngã mạn trong đấy, có tà kiến si mê sân hận trong đấy, thì cái ăn đấy nó có tội lỗi. Rồi Đức Phật nói tiếp: Này Chi Bác Cá Tỳ Kheo, trong thời gian ấy có phải là dùng các món ăn không có nỗi nầm không? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: Cao thượng thay, an trú lòng từ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn an trú lòng từ. Vì tại sao mà vị y sĩ Chi Bác Cá này lại phải hỏi câu đấy? Là Đức Thế Tôn có cái lòng từ bi thật không? Đức Thế Tôn hãy tuyên bố nên, hãy nói nên, để xác chứng, xác nhận rằng Đức Thế Tôn có cái tâm từ bi Bác Cá. Chứ không phải là như người ta nói rằng là cái người nào ăn thịt cá, cái người nào không ăn chay là cái người ác, người không có lòng từ. Còn những người mà ăn chay ấy, người ta mới là cái người có lòng từ. Thì ở đây Đức Thế Tôn hãy tuyên bố, hãy xác chứng, hãy nói nên cái quan điểm của mình, xem Ngài có lòng từ không. Vì Đức Thế Tôn không ăn chay, Đức Thế Tôn ăn thịt cá, nếu người ta cúng dường mà. Vậy thì như vậy có lòng từ Bác Ái hay không? Thì lúc đấy Đức Phật nói rằng: Này Chi Bác Cá, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân hận khởi nên, tham ấy, sân ấy, si ấy được như nai đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc rễ, làm cho như tân cây ta na, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này Chi Bác Cá, nếu như vậy là ý nghĩa ông muốn nói, thời ta đồng ý với ông. Thế là cái câu trả lời của Đức Phật là như vậy. Đức Phật khẳng định là ta không còn có tham sân si, tuyệt đối không có tham hay sân hận hay si mê gì hết. Vậy cái việc mà ăn uống ấy không phải vì lòng tham, không phải vì lòng tham mà ta thọ nhận cái món ăn về thịt cá này, hay là cái món ăn về chay hay ăn mặn này, thì Đức Phật khẳng định là như thế, không phải là vì cái tâm tham sân si mà ăn như vậy. Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn nói. Ở đây này Chi Bác Cá, Tỳ Kheo sống dựa vào một ngôi làng hay thị trấn nào, vị ấy biến mãn với tâm có lòng từ bi, có lòng bi, với tâm có lòng hỷ và với tâm có lòng xả, vị ấy an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư, cũng vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy biến mãn tâm, câu hữu với xả quảng đại vô biên, không hận, không sân và an trú. Rồi một người cư sĩ đi đến và thỉnh mời vị ấy thọ chay. Rồi hôm sau, khi đêm ấy đã qua vào buổi sáng, vị ấy đắp y cầm y bát, đến chỗ người cư sĩ kia. Sau khi đến ngồi chỗ đã soạn sẵn, rồi người cư sĩ thỉnh mời vị ấy các món ăn thượng vị. Vị ấy không nghĩ tốt lành thay người cư sĩ này đã mời ta các món ăn thượng vị, mong rằng người cư sĩ này trong tương lai lại mời ta các món ăn thượng vị như vậy. Tỳ kheo không nghĩ như vậy, vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực, không đam mê, không tham đắm, biết rõ các tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ni. Này Chi Bác Cá, ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo kia trong thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, có nghĩ đến hại mình, có nghĩ đến hại cả hai không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Này Chi Bác Cá, tỳ kheo kia trong thời gian ấy có phải dùng các món ăn không có nỗi nầm? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: Cao thượng thay, an trú lòng xả. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn diễn kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có an trú tâm xả.
Thế là Đức Phật là khẳng định là như vậy. Không phải là Đức Phật thì tuyệt đối đã đoạn trừ hết tham sân si, thì trong tâm Đức Phật chỉ còn có lòng từ bi hỷ xả thôi đối với chúng sinh. Khi hướng về chúng sinh thì Đức Phật chỉ có cái tâm từ bi hỷ xả, và nó có cái lòng từ, hay là có cái lòng bi mẫn khi nhập đại bi, hoặc là bị ấy hoan hỷ, hoặc là Đức Phật hoan hỷ với chúng sinh, hoặc là Đức Phật giữ cái tâm xả, không yêu không ghét đối với tất cả hữu tình, chứ tuyệt đối không có tham ái với bất cứ ai, không có sân hận, hay là không có một cái si mê tà kiến gì với bất cứ chúng sinh nào. Còn các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật được huấn luyện, được tu tập, được giáo dục trong cái giáo pháp của Đức Phật, thì cái vị ấy luôn luôn an trú với tâm câu hữu với từ, tức là luôn luôn an trú ở trong cái tâm từ đối với chúng sinh, hoặc là vị ấy sẽ luôn luôn thực hành cái pháp thiền tâm bi, có cái lòng thương tưởng đến tất cả chúng sinh, hoặc là an trú trong cái tâm hỷ, hoặc trong cái tâm xả, không yêu không ghét đối với tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên là với một cái người thí chủ khi cúng giảng, vị ấy cũng không có cái tâm tham ái đối với các cái vật thực, các cái món ăn ấy. Thế thì cho dù vị ấy là ăn thịt cá hay là vị ấy ăn cái ngũ cốc, thì cái lòng từ bi hỷ xả nó cũng như nhau. Vị ấy vẫn thực hành như vậy với cái tâm bình đẳng như vậy, bởi vì là Đức Phật chủ trương cái giáo pháp của Đức Phật là thực hành theo con đường trung đạo, chứ không phải là không phải là cái giáo pháp của Đức Phật sẽ có cái sự thiên vị về một cái pháp nào. Như là nếu như bây giờ Đức Phật quy định là một cái giới luật, đó là chỉ được ăn chay mà không được ăn mặn, thì đó cũng là một cái sự thiên vị về cái chuyện ăn uống. Hay là Đức Phật nói rằng tán thán cái việc ăn mặn, không tán thán cái việc ăn chay, thì đó cũng là một cái sự thiên vị. Vì trong xã hội Ấn Độ cái thời bấy giờ có chia ra là 4 giai cấp, và có những cái văn hóa của mỗi cái dân tộc, mỗi cái giai cấp nó có cái sự khác nhau. Đó là có giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Ni, giai cấp Vệ Xá và giai cấp Thủ Đà Na. Thì trong 4 giai cấp ấy, giai cấp Bà La Môn được cho là những cái vị giáo sư, giáo sĩ, hay là những cái người có học thức ở trong xã hội, là những cái tấm gương về đạo đức, đạo hạnh, tri thức ở cuộc đời. Thì những cái vị Bà La Môn ấy có cái tư tưởng, có cái khuynh hướng tán thán đề cao cái chuyện ăn chay rất là cao. Đại đa số các vị Bà La Môn ấy thì đề cao cái chuyện ăn chay, cho rằng ăn chay là cái người có cái lòng từ bi đối với chúng sinh, và cái người nào không ăn chay là cái người đấy thiếu cái lòng từ bi với chúng sinh. Chính vì vậy cho nên là khi Đức Phật và Chư Tăng không có sống theo cái văn hóa của các vị Bà La Môn, cho nên các vị ấy phỉ báng, cho nên các vị ấy nói rằng Đức Phật không có cái lòng từ bi. Cho nên vị y sĩ Chi Va Cá này, vì cái sự hoài nghi ấy, hay là cũng là vì cái sự muốn bảo vệ cái danh dự trong giáo pháp của Đức Phật, hay là muốn để giải tỏa những cái hoài nghi, hay là để phản bác lại cái sự phỉ báng của những người ngoại đạo ấy, cho nên Chi Va Cá đã hỏi Đức Phật để minh chứng, để xác minh, xác chứng, xác nhận cái điều này, xem Đức Phật có thật sự là một cái người có cái lòng từ bi hay không có lòng từ bi, có đúng như cái quan điểm mà người ta đang đồn đại, đang phỉ báng như thế, hay là những cái lời đồn đại phỉ báng ấy không đúng với sự thật. Thì Đức Phật đã khẳng định như thế, đã tuyên thuyết như vậy. Vậy thì Đức Phật hay đệ tử của Đức Phật là có cái sự an trú trong cái lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả như thế. Còn cái văn hóa của những người Sát Đế Ni thì người ta, vì đó là những cái hàng chiến sĩ, những cái hàng chiến binh, cho nên người ta chú trọng về ăn thịt cá, ăn các cái thức ăn về động vật, để người ta có sức khỏe, để người ta luyện tập võ nghệ, để người ta chiến đấu, người ta ra chiến trường, người ta đánh trận, đánh nhau. Cho nên những cái giai cấp Sát Đế Ni là những cái vị quan tướng, võ tướng, cho nên người ta rất là đề cao cái chuyện là ăn thịt. Còn những cái giai cấp như là Vệ Xá, Thủ Đà Na, cái giai cấp hàng thượng lưu thì là Bà La Môn, Sát Đế Ni, những cái giai cấp trung lưu thì đó là Vệ Xá, là những cái người bình thường trong xã hội. Thì có những người giàu ấy, thì người ta cũng khuynh hướng về ăn những cái đồ ăn cá thịt, những người nghèo thì người ta cũng khuynh hướng về cái đồ ăn
thảo mộc ngũ cốc, vì người ta không có tiền để mua thịt cá. Và cái giai cấp cuối cùng đó là giai cấp thủ đàn na, thì người ta chẳng có cái, người ta ăn cái gì nó cũng thiếu thốn, đói khổ. Và khi mà Đức Phật sống dựa vào cái sự cúng thí, cúng dường của tất cả mọi người trong xã hội, trong đó thì các hàng Phật tử tại gia, có cả những người là những vị Bà La Môn, có cả những người là Sát Đế Ni, có cả những người là Phệ Xá, có cả những người là Thủ Đàn Na, thì Đức Phật muốn bình đẳng hết tất cả những giai cấp ấy, muốn có thể gieo duyên với tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt đó là theo cái văn hóa nào hay là theo cái giai cấp nào hết. Cho nên Đức Phật chủ trương đó là cái pháp trung đạo, đó là có thể đi khất thực, có thể thọ nhận bất cứ một cái vật gì mà người ta cúng dường. Dù nếu như gặp vị những cái người mà người ta có cái quan điểm, có cái chủ trương là ăn chay chứ không ăn mặn, thì người ta sẽ cúng dường những cái đồ chay. Và các cái vị tỳ kheo khi mà thọ nhận, thọ dụng, sống dựa vào cái ngôi nàng ấy, hay là khất thực xin ăn ở cái nhà gia chủ ấy, được những cái món ăn như vậy thì hãy hài lòng như vậy, không phân biệt đây là đồ chay hay đồ mặn, không khởi lên cái suy nghĩ nhà này cũng đồ ăn chay, mai ta không đến nữa, ta đến nhà cái đồ ăn mặn cơ, hay là cũng không có cái suy nghĩ là cái nhà này cũng chay, nó hợp với ta, mai ta đến tiếp, mà vị ấy sẽ bình đẳng đi khất thực từ nhà này đến nhà khác, không được bỏ qua nhà nào. Đấy là cái pháp của Đức Phật là như thế, không có phân biệt là nhà giàu, nhà nghèo, nhà cúng đồ ngon hay đồ dở, chọn đến nhà này hay là không đến nhà kia. Vì vậy cho nên là Đức Phật không có cái khuynh hướng đó là thiên về ăn mặn hay thiên về ăn chay, mà chỉ có là có sao thì ăn vậy, không phân biệt mà thôi. Nếu như mà thiên về ăn chay ấy, thì sẽ được lòng những cái vị người ta có cái tâm lý ăn chay, nhưng có thể sẽ không gieo được cái duyên, không được làm, không có hài lòng với những người người ta có cái tư tưởng đó là ăn cá thịt, ăn đồ ăn mặn. Nhưng khi mà đến khất thực ở những cái nhà Sát Đế Ni, những cái người mà người ta có chủ trương đó là ăn cá thịt nhiều, thì người ta sẽ cúng dường những cái đồ ăn cá thịt ấy. Nếu như các vị tỳ kheo mà bo giữ cái hạnh là tôi ăn chay, tôi không ăn thịt, thì sẽ xa lánh những cái nhà mà người ta cúng dường những cái vật thực về cái đồ ăn mặn này. Vậy điều đó sẽ tạo ra những cái mặc cảm, hay là với sẽ tạo ra những cái khoảng cách và sẽ có cái sự xa cách đối với những người ăn mặn. Nếu như vị đó chuyên về ăn chay thì sẽ có cái xa cách với những người khuynh hướng ăn mặn, hay là vị đó có cái khuynh hướng ăn mặn thì sẽ có cái khoảng xa cách đối với những người ăn chay, và sẽ có cái sự phân biệt đối với người giàu, người nghèo. Có thể là người giàu thì người ta có thể cúng dường những cái đồ ăn ngon, thượng vị, có thể là những cái đồ ăn bằng cá thịt, và cái những người nghèo thì người ta không có cái điều kiện như vậy. Vậy cho nên là để mà hài hòa, để mà giữ được cái sự trung đạo, để không thiên vị về bên nào, thì Đức Phật, rất nhiều người đã đến nói với Đức Phật, thỉnh cầu Đức Phật hay là phàn nàn Đức Phật về chuyện ăn chay ăn mặn rồi. Hay là có vị như là Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng đưa ra cái chủ trương, đưa ra cái quan điểm và thỉnh cầu Đức Phật hãy chấp nhận cái quan điểm là cho chư Tăng hoàn toàn ăn chay, không ăn mặn nữa. Nhưng Đức Phật cũng không đồng tình, không chấp nhận cái quan điểm, cái tư tưởng ấy. Vậy nên là cả Đức Phật cũng thế và Tăng Đoàn cũng vậy. Không có chú trọng vào là phải ăn chay hay ăn mặn, mà tùy duyên. Có thí chủ cúng dường cái gì thì ăn cái đấy như vậy. Thì đấy là đúng cái pháp của Phật. Như thế, không có thiên vị, không chủ trương, chú trọng. Vậy cho nên là cái pháp ăn chay không phải là pháp mà Đức Phật quy định. Vậy là cái người nào mà thời bây giờ chú trọng, thiên hướng, khuynh hướng về cái chuyện ăn chay, thì đó cũng là một cái văn hóa, đó là một cái quan điểm, đó là một cái tư tưởng của cá nhân mình. Cái văn hóa ấy có thể là của dân gian, có thể là cái sự lựa chọn của bản thân mình. Đức Phật không tán thán, không chỉ trích pháp của Đức Phật vậy, không tán thán, không chỉ trích cái người chỉ có giữ cái hạnh ăn chay, hay là một cái người không ăn chay, cũng không tán thán mà không chỉ trích, không có thiên vị người nào cả, và chỉ thiên vị là ăn nó cũng hợp pháp, không có nỗi nầm ở trong đấy nữa được, và có cái sự thực hành đúng với pháp, và có cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm trước khi ăn, trong khi ăn và sau khi ăn, thế là tốt rồi, thế là đúng rồi. Hoặc là nếu như có ăn những cái đồ ăn mặn ấy thì phải đầy đủ các cái chi pháp, đó là
không thấy, không nghe và không nghi thì sẽ ăn, còn thấy, nghe, nghi thì không được ăn. Đối với những cái đồ ăn cá thịt là như vậy. Rồi vị chi bó cá này đã thỉnh Đức Phật là nói nên cái hạnh là Đức Thế Tôn có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm thả, có những cái tâm cao thượng như vậy. Và cái tâm ấy nó không phải sinh ra từ cái chuyện ăn chay ăn mặn gì cả, mà nó sinh ra từ trong cái trí tuệ, trong cái thiện tâm hợp trí tuệ của mình. Rồi Đức Phật dạy rằng này chi bơ cá, cái gọi là tham, là sân, là si, là sân hận ấy, do đó sân hận khởi nên, tham khởi nên, sân si ấy khởi nên, như nay đã đoạn trừ, chặt cho đến tận gốc rễ, làm như thân cây ta na, khiến không thể tái sinh, không thể sinh khởi ở trong tương lai. Này chi bơ cá, nếu như vậy thì ý nghĩa của ông vẫn nói, thời ta đồng ý với ông. Thì đấy là vị chi bơ cá muốn Đức Phật chứng minh, xác nhận rằng Đức Phật có cái tâm từ bi hỷ xả, chứ không như là thế gian nói như vậy. Và Đức Phật cũng cũng xác chứng như vậy. Và ở cái đoạn về sau này thì Đức Phật nói về cái người thí chủ cúng dường như thế nào là có công đức, như thế nào là phi công đức. Nói như thế cũng không phải là sẽ tán thán cho những người ta dâng cúng những cái món ăn về bằng thịt cá. Và Đức Phật nói về năm cái pháp cúng dường không tạo ra công đức hay là phi công đức. Nếu như cái người đó cúng dường những cái món ăn bằng thịt cá động vật mà không làm đúng pháp thì cũng không có công đức. Nên Đức Phật nói rằng, này chi bơ cá, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau, hãy đi và dắt con thú ấy đến, đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy bị dắt đi và bị nôi cổ đi, nó cảm thọ khổ yêu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức. Rồi người ấy nói, hãy đi giết con thú này, thì đó là nguyên nhân thứ ba, chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết cảm thọ khổ yêu, đó là nguyên nhân thứ tư, mà vì ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường lên Như Lai hay đệ tử của Như Lai một cách phi pháp, thì đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này chi bơ cá, người nào vì Như Lai hay vì đệ tử của Như Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân ấy. Thì đấy là cái mà Đức Phật dạy như vậy. Nhưng nếu như bây giờ một cái người nào đó vì cái lòng cung kính, vì cái tâm hoan hỷ hộ độ đến chư tăng, nhưng lại không có cái trí tuệ, mà vị ấy lại tự tay mình hoặc sai người khác đi giết những cái con vật ấy, thì vị ấy sẽ tạo ra tội lỗi. Cái phước thì chưa thấy, nhưng mà tội thì đã thấy, và nó sẽ sinh ra rất nhiều tội lỗi. Vì vậy cho nên ý cứ theo những cái đoạn này thì Đức Phật cũng không cho phép cái người gia chủ ấy giết hại những cái sinh vật để cúng dường. Và cái sự giết hại những cái sinh vật cúng dường là tạo ra tội lỗi chứ không tạo ra công đức. Vì ấy có thể mua những cái thức ăn ấy, những cái món ăn ấy nó đã được làm sẵn ở bên ngoài, và vị ấy dâng cúng thì không có tội lỗi. Còn nếu như vị ấy trực tiếp sát sinh, giết hại sinh vật để mà dâng cúng, thì Đức Phật đã nói có 5 cái tội lỗi nó phát sinh ra từ cái hành động sát sinh ấy, từ cái việc cúng dường phi pháp ấy. Đó là khi vị ấy nói rằng hãy đi bắt con thú này, là đã là một cái lời ác ngôn, ác khẩu, ác ngữ rồi. Đã là một cái lời sai bảo cái người khác làm những cái khổ, tức là đã tự hại mình, hại người, đã gieo cái sự khổ đau cho những cái sinh vật, cho những chúng sinh khác rồi. Ngay khi mới chỉ là sai người khác đi làm việc ấy thôi, hãy đi bắt con thú kia, chỉ cần nói như thế thôi là vị đấy đã gieo ra một cái tội lỗi rồi, một cái bất thiện nghiệp đã phát sinh từ đấy rồi. Rồi khi cái con vật ấy nó bị bắt, nó bị nôi đi, nó bị đau đớn, nó cảm thọ cái nỗi khổ đau. Khi người ta nôi cổ con vật ấy, người ta đánh đập nó, người ta trói buộc nó, nó đã có cái sự la hét khổ đau rồi, thì đấy là đã có cái tội lỗi, là cái sự hành hạ những chúng sinh khác, làm đau đớn chúng sinh khác rồi. Rồi vị ấy nói rằng hãy giết nó đi, thì cái lúc đấy lại tạo ra một cái tội lỗi, đó là sai bảo người khác giết sát sinh. Thì cái người đấy dù là mình tự mình sát sinh hay sai khiến người khác sát sinh thì tội nó cũng như nhau.
Vậy thì cái vị đấy đã tạo ra cái tội nôi, cái sự cộng nghiệp của cái sự sát sinh đó ở trong đó. Và khi mà cái con vật đó nó bị giết thì nó đau đớn khổ sở, thì cái vị ấy lại tạo ra cái tội lỗi nữa. Đấy là cái tội thứ tư. Và sau khi đó vị đó lại dâng cúng lên Như Lai hay đệ tử của Như Lai, vị ấy dùng những cái món ăn đấy để dâng cúng dường, thì đó là một cái pháp cúng dường không được trong sạch. Tức là cái vật thực ấy, cái thực phẩm ấy, cái món ăn ấy là không trong sạch, không thanh tịnh. Nó được tạo ra từ nhiều nguồn tội lỗi, nó được tạo ra từ những hành động tội lỗi, từ những lời nói tội lỗi, từ những suy nghĩ tội lỗi, từ những cái hành động lời nói và những suy nghĩ bất thiện. Nó là sản phẩm của những cái hành động bất thiện, nó là sản phẩm của những cái bất thiện pháp. Vì vậy cho nên khi cúng dường sẽ không có công đức, không có kết quả. Vì vậy cho nên là cái sự sát hại sinh vật để dâng cúng dường Đức Phật là tội lỗi, chứ không phải là có công đức, không có phước lành gì cả. Nên là trong thế gian thì người ta đến cái ngày mà người ta có việc như giỗ ông bà tổ tiên, hay là cúng bái thần linh thổ địa, hay là cúng bái Phật pháp gì đó, có thể người ta không hiểu cái vấn đề này, người ta sẽ trực tiếp sát sinh. Nhất là những cái ngày lễ sẽ nghe thấy những cái tiếng những cái con vật nó bị giết kêu inh ỏi khắp mọi nơi, người ta sẽ giết những cái con vật đấy để tế lễ. Thì thời xa xưa cũng vậy, có rất nhiều người, người ta có cái quan điểm là muốn cầu phước, muốn tế lễ cầu phước, người ta đào những cái hố để giết, để sát hại những cái sinh linh, những cái sinh vật đấy, những cái tế đàn mà có rất nhiều những cái sinh vật bị giết hại. Thì những cái tế đàn đấy là tạo ra tội lỗi, con đường ấy là phi công đức, là đi vào đọa xứ địa ngục khổ đau ở trong tương lai. Mà cái dân gian thế gian, những cái pháp tà kiến ở thế gian, những cái điều chân thật thì người ta lại bảo là không chân thật, còn những cái điều chân thật thì người ta lại bảo là không chân, là như vậy. Những cái điều tội lỗi thì người ta lại bảo là công đức phước này, hay là có những cái pháp là công đức phước này thì người ta lại cho là tội lỗi. Nên đấy là cái quan điểm nó trái ngược lại giữa đời với đạo, những cái người trí với cái người ngu, người thiện với người ác, hay có những cái quan điểm khác nhau, có những cái tư tưởng khác nhau, những cái hành động khác nhau như thế. Vậy nên là Đức Phật sẽ cũng nói rõ ràng để cho những người thí chủ hiểu như thế, là cái pháp cúng dường nó phải được cái sự thanh tịnh bằng cái phẩm vật cúng dường ấy, nó phải được thanh tịnh, và cái người thọ nhận cái sự cúng dường ấy là thanh tịnh, và bản thân cái người thí chủ là cái người thanh tịnh. Còn nếu như cái người thí chủ ấy mà tự mình giết sát hại chúng sinh là bản thân mình tội lỗi không thanh tịnh, cái vật để được dâng cúng ấy là không thanh tịnh, mà nhất là cái người thọ nhận không thanh tịnh nữa, thì đấy nó sẽ là những cái tội lỗi lớn ở trong tương lai, không có phước lành gì cả. Còn cái phước lành nó được hoàn hảo viên mãn nhất thì nó là bản thân cái người thí chủ ấy hay là một cái người có giới hạnh, không có lỗi lầm. Đó là vậy. Thì trước khi cúng dường vị ấy nên có sự sám hối những cái lỗi đã tạo ra, có cái sự hổ thẹn ghê sợ đối với những cái tội lỗi của mình đã tạo. Vì ấy nên thọ trì tam quy ngũ giới để cho giới hạnh nó được trong sạch. Rồi vì ấy hãy nuôi sống bằng chánh mạng, tránh xa những cái tà mạng, những cái nghề nghiệp mà nó tạo ra cái tội lỗi, như nghề săn bắn giết hại sinh vật, hay là buôn bán những cái con vật sống, hay là buôn bán chất độc chất say, thì để tạo ra những cái thực phẩm bằng những cái nghề nghiệp bất chánh, bằng những nghề nghiệp lỗi lầm tội lỗi ác nghiệp ấy thì không tốt. Thì có cái sự cúng dường thì cái vật phẩm ấy không được thanh tịnh. Vì ấy nên tự cái bàn tay mình, tự mình làm một cái công việc phi công phi cái tội lỗi, tức là nó phải làm một cái công việc không có tội lỗi, không lỗi lầm, và nó tạo ra những cái vật chất không có tội lỗi ấy, thì cái phẩm vật ấy là thanh tịnh. Rồi cúng dường lên những bậc không có tham, không có sân, không có si, hoặc là những cái bậc đã đoạn trừ tham sân si, hoặc đang nỗ lực đoạn trừ tham sân si. Thì cái sự thanh tịnh ở cả ba đối tượng như vậy, cả cái thí chủ là thanh tịnh, người thọ nhận thanh tịnh, cái vật cúng thí thanh tịnh, thì cái phước lành ấy nó rất là lớn, và cái người thí chủ có thể ước nguyện một cái điều gì thì cái điều ấy nó có thể thành hiện thực ở trong tương lai, vị ấy có thể nguyện chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái pháp bố thí ba la mật
và cái hành động bố thí ấy sẽ hỗ trợ cho vị ấy gặp được chánh pháp và rất là thuận lợi trên cái con đường tiến tu cái đạo nghiệp của mình. Hoặc là vị ấy có thể nguyện được hưởng những cái phước hữu nậu hay phước vô nậu tùy theo cái lựa chọn của vị ấy. Vị ấy nguyện được sinh lên cõi thiên giới thì cái hành động thanh tịnh ấy cũng sẽ thành tựu được cái ước nguyện. Hoặc là vị ấy muốn ước nguyện hưởng cái phước lành ở cõi nhân gian, sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp, có trí tuệ, gặp chánh pháp, tu tập để đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau, thì phải có cái sự thanh tịnh như vậy thì cái phước lành nó mới lớn và cái nguyện nó mới thành tựu. Vậy thì vị ấy cũng giảng như thế đi kèm với những cái ước nguyện chân chánh và vị ấy sẽ gặp được những cái điều tốt lành trong tương lai. Và rồi đấy là cái điều mà Đức Phật dạy xong thì khi nghe nói như vậy thì cái y sĩ Chivaka này với bạch Đức Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tỳ kheo thật sự thọ dụng các món ăn một cách hợp pháp,